Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Ta nghe nói Thái Dương thần nhiệm kỳ sau sẽ chọn trong mấy vị điện hạ các người. Là xem mấy người các người ai trở thành tông sư trước phải không? Đúng. Thái Dương thần điện còn rất nhiều tông sư khác, nhưng mà chỉ có người từ nhỏ chấp nhận truyền thừa chính thống như bọn ta mới có thể đảm nhận Thái Dương thần. Vậy quan hệ giữa các ngươi và các chủ thần khác là gì? Bọn ta đến từ một truyền thừa đạo thống, Âu Châu Thập Nhị Thần Điện, tương đương với điện đường khác nhau ở trong tông môn. Vậy à, nếu là truyền thừa đạo thống, vậy đi, ta để ngươi trong thời gian ngắn trở thành tông sư, tiếp nhận vị trí Thái Dương thần, nắm giữ cả Thái Dương thần điện thế nào? Cái gì? Điều kiện trao đổi là ngươi phải trở thành thuộc hạ của ta. Trở thành thuộc hạ của ngươi. Nếu như ngươi đồng ý thì hôm nay có thể sống sót quay về. Nếu không đồng ý thì chỉ có thể để ngươi vĩnh viễn im miệng rồi. Ngươi nói để ta trong thời gian ngắn trở thành tông sư cần mấy năm? Mấy năm? Một, chẳng lẽ ý của hắn là ta loại cảm giác này sợ thay sợ. Ta đặt đến tông sư rồi. Không cần mấy năm. Một thoáng là được. Alunta, bằng lòng vĩnh viễn tận chung với người. Được rồi, sau khi về mau chóng trở thành Thái Dương thần nhiệm kỳ sau đi. Sau này giúp ta trông chừng một số chuyện của thần điện là được. Ta nhất định là làm được. Đi đi, đi đi. Trừ bát giới, ngươi không ăn thịt bò à? Ta không có khẩu vị. Không có khẩu vị, chứ mắt giới này ngày nào cũng ăn như là con heo, bây giờ không có khẩu vị quá. Trong đây nhất định là có chuyện. Ta biết ngay trời vừa tối là ngươi hành động rồi. Ta muốn xem thử ngươi đi làm gì.
Có rồi. Là nguyên thạch. Đó là khoáng vật chất giá cao cấp hơn ninh thạch. Đó là khoáng vật chất cao cấp hơn ninh thạch. Một viên nguyên thạch bằng 10 viên ninh thạch cấp cao. Vô ăn gì vậy? Hứng khởi vậy. Hai viên cuối cùng hết rồi. Ngươi. Ngươi ói ra cho ta. Ta không, không đấy. Sở đại sư. Sở đại sư, thả ta ra. Ta xém quên, ngươi còn ở đây. Ngươi muốn biết gì, ta đều nói cho ngươi biết. Tha cho ta đi. Vậy thì nói những gì ngươi biết đi. Ta xem có phải là điều ta muốn biết hay không. Cha của Anissa là một vị điện hạ của chiến tranh thần điện, nhưng mà cô ta còn chưa chính thức dùng sức mạnh của thần điện, chỉ là đang thu thập sát thủ làm việc cho cô ta. Trong số những sát thủ đó, mạnh nhất là bán bộ tông sư. Giờ ngươi thả ta ra, ta sẽ đi giảng hòa cho ngươi. Vậy à, chỉ có trình độ bán bộ tông sư sao? Ta biết rồi. Ta còn nghe cô ta nói gì mà thần sứ sắp giáng lâm, cần cống phẩm. Nếu không bên trên sẽ nổi giận, thần sứ không phải thần sao? Ta đâu biết đó là gì. Người thả ta đi.